Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hạ Long TV. Hôm nay có thời gian rảnh, mình đi làm video để giới thiệu cho các bạn những cái địa điểm câu khi đến Hạ Long du lịch. Quá dài ngày không còn cái gì chơi nữa thì mua một cái cần đi câu giải trí. Nào, xin mời các bạn đi theo mình. Đây, địa điểm câu hôm nay là chân cầu Bãi Cháy. Nắng rất là đẹp, nước lên to. Câu được gì cần thủ? Chỗ mình thì gọi là con này là con trùng biển, không biết là chỗ các bạn thì gọi là con gì. Câu cái con này thì cá cắn nó mới nhạy, chỗ câu tôm thì không ăn thua. Đây, nếu là chỗ các bạn mà đây nó gọi là con gì thì để lại cái comment để anh em mình cùng tìm hiểu thêm về con này. Mình mua chỗ này là hết 30.000. Mình câu ở đây được hơn tiếng rồi. Đấy, câu được con này. Đấy, con cá đục. Địa điểm câu đây là chân cầu Bãi Cháy. Bên kia là phía Hòn Gai, thành phố Hạ Long. Chắc là lại được mồi rồi, cá lại cắn rồi, cần thủ kéo ấy lặng lắm, díu ở cần. Quay nhanh này là chắc là cá cắn rồi. Câu mùi run này rất là nhạy đấy các bạn nhé. Đấy, run này là cứ cắt đôi ha. Con run này cắt được là mấy nhỉ? 45 lần câu. Đấy, lại được một con cá đục. Chỗ mình thì gọi là cá đục. Ừ.
nhiều người đến Hạ Long là nghỉ dài ngày quá không biết chơi gì thì tôi đi ra ngoài cửa hàng bán đồ câu mua lấy một cái cần, rồi mua lấy ít mồi câu ra khu vực này câu. Ở đây thì thường hay ngâm được cần lâu thì câu có cá cháp, cho nên là cần thủ này quyết tâm sẽ ngâm cần và tìm kiếm một con cá cháp thật là to. Nhiều khi là mọi người đến Hạ Long này cứ sợ là câu cá ở ngoài biển thì người ta không cho câu hoặc là người ta sẽ phạt, nhưng mà ở đây thì thoải mái đấy các bạn nhé. Miễn là mình có nhiều thời gian, vì thường là đi ngắn ngày thì đi chơi những khu vui chơi thì đã hết rồi, còn ở đây rất là dài ngày thì không có cái chỗ nào mà đi chơi ấy. Thì các bạn cứ ra đây câu thì thoải mái, không có vấn đề gì. Mình câu xong thì mình dọn dẹp gọn gàng vào là sạch sẽ là được. Lần này thấy cần nặng lắm, chắc đã được con cá cháp rồi. Đây, đúng như là mình đã dự tính là cần thủ này rất hay câu được cá cháp. Đây là một cá cháp chắc tầm khoảng được 1-2 lạng. Ở đây thì người ta sẽ gọi là cửa lục. Nước ở đây thì rất sâu, bởi vì tàu thuyền qua lại với những tàu hàng rất là to người ta vẫn qua lại. Nếu như có bạn nào có ý định tắm biển ở đây thì cũng đừng nên tắm nhé. Kéo nhẹ tay lắm, chắc lại không được con nào rồi, khả năng lại còn dính cột nữa thì còn mất lưỡi hoặc là mất chì. Câu cá thì ở đây thì phải cần kiên trì. Mình nhìn thấy một số các cần thủ thì nói là đi câu cá thì phải phụ thuộc vào con nước, nước lên hay nước xuống thì mới có cá. Anh em mình thì cứ rảnh rỗi thì là ra câu, cho nên là cũng không để ý được cái nước lên hay nước xuống. Này thì thuộc diện là nghiện đi câu cá rồi, một ngày mà không được đi câu đến một lần thì chắc là cũng vật vã lắm nên không chịu được, cho nên tối nào anh em cũng hay rủ nhau đi câu thì lúc đấy thời gian mới rảnh. Thank you.
kiểu giật cần như này chẳng có cái con cá to ở đâu, mà chắc nó dính vào đá ngầm ở dưới rồi, cho nên là khả năng xác định là cứ mất chì hoặc là mất lưới. Ai mà có kỹ năng tốt thì gỡ được thì không phải thay lại lưỡi, vì là thay rất là cơ mất thời gian, đang câu nó ham. May là vẫn còn nguyên, không phải thay lại. Anh em mình ngày hôm nay nó mất ở đây đến 4-5 viên chì rồi, lưỡi thì cũng không tính được là bao nhiêu cái nữa. Nghe ngóng tình hình một lúc chắc là thấy cũng câu được cá, nên mình phải tranh thủ ra lấy cần của mình để đi câu xem có được con cá nó không, thì là ngồi cũng thấy ham. Cần của ai thì người đấy động vào thế mất lưỡi thì tự đi vào thay thôi, cho nên mình chẳng thể động vào làm gì. Nước chảy rất là xiết. Chì bao nhiêu nhỉ? Chì phải buộc 20 nhé các bạn nhé. Ok, cần ăn chăn đấy. Cái sao cần tỉnh. Đây là lần thay bộ câu, không biết là lần thứ mấy rồi mình không nhớ nữa, bởi vì ở dưới này rất hay có đá ngầm với này cái con hà tạo thành cái cồn, nó rất là sắc, khi nó rắc vào đấy thì mình cứ dứt thì nó sẽ đứt, thường thì đứt lưỡi hoặc là đứt cả chì. Mỗi lần thay thì rất là mất thời gian mà đang câu ham. Đây là con cá mình câu được lần đầu tiên nhé các bạn nhé, chẳng biết là con cá gì cả, vì là mình cũng không nắm rõ về những loài cá lắm. Nên nếu là con gì, cá gì các bạn biết hãy để lại comment giúp mình. Điện thoại hết pin nên mình cũng xin phép tạm dừng video này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.